Rồi con xin chào các bác sẽ đại bên toàn quốc luôn. Hôm nay con có con mớ đồ con đưa lên các bác tham khảo, bác nào thấy ưng được nào Zalo con. Đầu vô con giới thiệu cho các bác cặp bánh nha các bác. Cặp bánh này cặp bánh Đài Loan nha, đùm đùm sắt nha. Đùm sắt căm sắt. Niền thì niền nhôm hai lớp. Nói chung là đồ này vỏ ruột con thấy cũng còn im nè. Nó gai còn nè. Đó, nói chung là bánh cặp bánh này thấy còn im. Vỏ ruột còn im. Niền nhôm thì khá là đẹp nha, niền nhôm này hai lớp nha, cái này nó sơn đen đây, mình không biết đen thì mình có thể tẩy ra được màu trắng màu niền nhôm luôn. Cái này cái đầm sau của nó nè, có cái clip trên này luôn nha, bán clip Trung Quốc nha, xài Trung Quốc xài ngon lành. Đó, cái này cũng còn gai, nó niền nhôm thì khỏi phải nói nha, đẹp dày luôn nè. Đó, rất là dày luôn. Đó, dày lắm. Rồi bánh này con chào lưu giá là 550k bao ship luôn nha. 550k bao ship cho cặp bánh này luôn. Còn đang nè, bác nào thấy ưng được alo con nha. Này. Đó. Chó ruột này thì còn xài được nè, không cần phải thay luôn ha. Rồi 550k bao ship cặp bánh này, bác nào thấy ưng được alo con. Rồi con có bộ giò dĩa nè. Bộ giò dĩa này, bộ giò dĩa trong liếc nè. Đó, đời này đời xe cuột nha các bác. Đó, 170 ha. Chữ nghĩa rõ ràng trơn. Nắp niết từ ghim hết nha. Đó. Nói chung cái giò này là xuất sắc luôn. Nói nói là xuất sắc luôn, chứ không còn nói là vấn đề đẹp nữa. Đó. Cái hàng này hàng e bay nha các bác. Hàng e bay chưa, nói chung là găng, chưa xài gì chứ. Đó, giống như hàng tồn kho vậy bác. Chữ nghĩa là rõ ràng ha, nắp niết là ngon lành thế nè, dĩa ghim hết nha, 52 nè, đó 52, 42, đắp xe cuộc là hết bài luôn nha các bạn, mấy chiếc xe Pháp mà dột cái giò này thì thôi hết hết đường nói luôn, xe cuộc Pháp, đó, quan trọng là nắp ghim luôn nè, đó, nắp nhôm luôn, nắp gang nhưng mà nắp nhôm. Rồi bộ này con giao lưu giá là 2.550k bao ship nha, 2.550k bao ship cho cái bộ giò dĩa. Nó bác nào thấy ưng được alo con. Ốc tán thì ghim hết nha các bác. Đó. Rồi. Bộ giò này quá trời xuất sắc luôn, các bác nào mà chơi xe cuộc Pháp đẹp hay là bỏ qua bộ giò này là tiếc. Đó. Còn cặp bidan phải không? Queo go nha, ngoài cặp bidan kỳ, cặp bidan thì bên mũ bên nhôm, ngộ một bên mũ bên nhôm. Nói chung cặp bidan này kiểu lạ. Rồi hàng bãi luôn nha các bác, xài ngon lành nha. Rồi cặp này 100k bao ship, 100k bao ship cho cặp này luôn, bác nào phải ưng alo coi. Nó mấy cái nó là lạ và bán này. Rồi một cái đề săn tua luôn nha các bác, đề cổ nha. Nó đây này đề 7 nha, xài ngon lành nha, bánh xe đầu ghim hết nha các bác. Nó nhìn nó xấu xấu ăn bẩn thôi, tại chưa có ấy nè, chữ nghĩa đâu nó ấy nè. Nói chung là bà xài thì bền lắm, nói chung là khỏi phải nói luôn. Bánh xe đầu ghim hết nha, da băng ha. Thân tua da băng ha, chữ cỡ nghĩa rõ ràng hết, này ghim toàn tập luôn. Rồi đầu năm ha, con xả luôn. 330 bao ship cho cái đề này luôn, bác nào thấy ưng alo con. Đây còn có cái này nữa nè, cái này đề 7 luôn nha, đề cũng khá đẹp, bằng nhôm luôn nha, nhôm hết nè. Còn cái này nhìn thấy cái này thì bằng sắt, bánh xe thì ghim nha, ghim hết nè, nó bánh xe thì ghim hết nè. Đó. Đề này khá đẹp nha, vô xe khá đẹp. Rồi đề này con giao lưu giá là 450k ship luôn, 450k ship cho cái đề này luôn, bác nào ưng alo con ha. Rồi còn có một cái chuông luôn nè, có nhiều bác hỏi chuông này lắm nè. Nó bắt cho bông tăng nè. Rồi cái chuông này con giao lưu 150k ship nha. Đó, 150k ship cho cái chuông này. Cái chuông này là thường thường cái này là không có chữ nha, nó không có chữ đâu. Cái loại mà bắt cho bông tăng liền luôn, không có chữ. Loại này thường ít có chữ lắm, nhưng mà chuông trên xe bãi vậy.
ghim với nó đó. Rồi bán được lô còn 150 cầu ship. Rồi con cặp ngàm 68 luôn nha. Nó cặp ngàm này thì nói chung là gom nó hơi xấu nhưng mà ngàm thì đẹp, vệ sinh ra đẹp, nhìn nước si được còn sáng. Rồi cặp này con xả luôn 300k bao ship. Đó, 300k bao ship cho cặp ngàm này ha. Đó, 300k bao ship cho cặp ngàm 68 này, bác nào thấy alo con. Con có hai cái đề luôn nè. Đó, cái thằng 1 đến 5 nè, cái này thằng tua nè. Rồi con thanh lý cho mấy bác thợ về lắp xe luôn ha. Hai cái 200k bao ship. Đó, 200k bao ship. Cái này là cũng xài ngon lành nha các bác, nó không có ảnh hưởng gì trên nha. Tại cái này nó dặn dặn sát luôn nè, nên mình bẻ nó hơi nặng đó. Nó mình nới ngóc ra là sẽ bẻ bình thường á, không có gì hết trơn. Mấy cái này nó không có hư gì chứ. Rồi 200k bao ship cho hai cái này, bác nào ưng alo con. Rồi con cặp bị đựng cá nè. Đó, xài ngon lành luôn. Con gái nó mẻ xíu này nè. Rồi cặp này con vào luôn là 500k bao ship luôn nha. Đó, xài ngon lành nha. Nó không có nặng nhọc gì đâu, tại con để nhưng con rửa nước xong rồi con không có vệ sinh, cái nó đóng rồi mình quay cái là nó trơn chuông ngon lành nè. Giờ bác nào nghe lô con ha. 500k bao ship, bác nào nghe lô con. Đây con có một cặp Diacom. Diacom này có lỗ bắt con phụ luôn nè. Cái loại này đẹp nha các bác. Đó. Đó, chữ nghĩa rõ ràng luôn. Rồi cái bộ này ốc đồ ghim thế nè, mấy con tán đầu ốc nó ghim nè, chữ nghĩa rõ ràng ha. Loại này loại có lỗ luôn, đẹp luôn. Rồi 430k bao ship cho bộ tay thắng đây nha, chưa vệ sinh luôn nha các bác. Này là dính ba cái ấy nè, đó ba cái cao su cao gì nhớt nó ha. Đó, rồi 430k ship cặp tay thắng này khá đẹp, bác nào alo con. 430k ship. Rồi có một cái cặp ngàm 700c là khá là đẹp. Cặp ngàm này quá trời đẹp luôn, vừa đẹp vừa độc vừa lạ luôn. Diacom nha. Đó, mắc in da băng nha, chữ nghĩa rõ nét hết nha các bác. Ngàm vừa sáng vừa đẹp luôn. Rồi cặp này con giao lưu giá là 450k bao ship. 450k bao ship cho cái cặp ngàm 700c nha, 700c chuẩn. Rồi con có một tay cóc bắt thu sườn. Hàng này hàng Shimano Malay Indo Shima mà Singapore nha. Đó, bắt thu sườn khá đẹp nha các bác. Đó, nói chung là đẹp. Rồi bộ này con giao lưu giá là 230k bao ship nha, 230k bao ship cái bộ này. Mắc in Shimano Singapore nha các bác, chứ không phải là gì da băng nha. Rồi bác nào được alo con. Con có mấy ô đầu tay cuộc luôn. Con giới thiệu cho các bác bộ này bộ có tẹp nha. Cái bộ này nó giờ cái giờ cũng kiếp cho con không làm chùi luôn. Chỗ này nó găng miếng nè. Nó thằng tẹp là cái thằng chỗ này nó chuyên gia nó bị găng nè. Dưới này bằng sắt nha. Thằng tẹp nó như vậy đó. Favorite nha, bộ Favorite. Con bộ này cho mấy bác chỉ xe tẹp thôi. Về vệ sinh là thôi chứ còn nó dơ lắm nè, nó dơ. Nó đóng ba cái gì đâu con cũng không biết, đóng ba cái giống như là ba cái phấn nhưng mà còn ghét là tiệp. Rồi bộ đầu này con giao lưu giá là 300k bao ship. 300k bao ship cái bộ đầu này nha, 300k bao ship. Các nội ngựa lô con về tự vệ sinh em chơi thôi chứ còn mấy đầu quý con cũng rất ghét tiệp. Giờ con có một cái bộ đầu độc lạ Bình Dương luôn đó. Bộ đầu này ha, tay thắng Shimano 600 ba sọc nha. Nó đẹp cực kỳ luôn. Nó tay thắng là khá là đẹp. Nói chung là 600 ba sọc thì nó bay sơn bây đầu, còn này tem tiết còn ngon lạnh vậy nè. Sơn siết ngon lạnh ha, chữ nghĩa ngon lạnh luôn. Cao su là ngon lạnh luôn nha, không có dính luôn nè. Cao su đẹp luôn nha. Nó có chỗ này nó hơi dơ nè. Nó còn trên này bình thường nha.
có cái chỗ để tay luôn nè. Còn mấy nó độc lạ bình dương luôn. Con trời nó đi bán cái tương luôn. Tay hắn khá đẹp. Tay này là tay 1 đến 5 ha, Nito 1 đến 5 nè, khá đẹp luôn ha. Đó, 4 hay 0 luôn nè. Đó. Cái này cũng Nito luôn nha. Nói chung là chưa vệ sinh, chưa chùi rửa gì chăng, nói chung là vậy. Cao su chỗ này thì nó ngon lành nè. Chỗ này thì nó hơi ướt ướt tí nè. Con mép là nó hơi ướt ướt tí. Bên này ha. Bên này cũng ngon lành hết trơn, không có ướt chỗ nào luôn ha. Rồi bộ tay bộ đầu này con giao lưu giá là 1.650.000 bộ ship nha. Nó độc lạ Bình Dương luôn. Nó bán nợ ngon lâu con, 1.650.000 bộ ship. Nguyên bộ bán nợ ngon lâu ha. Trời có cái bộ này luôn. Bộ này bộ đi đi com này có tay hắn phụ nha. Đó. Cái bộ này ha, sư tử ha. Cái phù lô ha. Hoa văn đồ khá là đẹp nè. Đó. Đó, Nito Tokyo luôn ha. Khá đẹp, khắc đẹp lắm nha các bạn. Đó này đẹp lắm. Rồi. Tay thắng thì tay thắng đi com ha. Có thân phụ luôn, chưa vệ sinh chưa gì hết nha các bạn. Đó. Mấy con còn bán đồ dơ đó, làm gì đó. Như bác mua quen rồi thì về cũng không có gì phải giới thiệu nữa. Còn mấy bác mà chưa mua thì nó thấy bán dơ quá, nó cũng bán sờ đồ dơ quá. Cái này thì nó mắc cái này nè, còn con cái nha. Đó, có nếu mà coi có cái khác thì cũng chậm vô chọn mấy bác rồi. Còn không có là thôi nha. Rồi. Bộ này con giao lưu giá là 1.200.000 bao ship nha. Đó, 1.200.000 bao ship cái bộ đầu này, bác nào thấy ưng được alo con. Nói chung là bộ này cũng khá là đẹp luôn. Rồi còn giới thiệu cho các bác một cái sườn nữa nha. Sườn cái sườn Fuji 680 nha các bác. Đó, chuẩn hàng da băng ha. Đó, chán cổ rồi còn ngon lạnh nha nè. Đó, sáng đẹp nè. Đó, chán cổ rồi ha, ngon lạnh. Nói chung là cái sườn này nước sơn cũng còn khá được nha. Màu bạc 680 nha. Tem tiết tự ghiên, nước sơn ghiên ha. Đó. Nói chung là cái sườn cổ thì nói chung mình nói đẹp thì đẹp cái kiểu mà ấy thôi, chứ còn nói mà đẹp xuất sắc là không có nha, không có đâu. Đó, sườn này hình như con nhớ số nó đóng trước mặt này, đóng trước mặt này. Nó còn bịch lại, con sợ nó rớt mấy cái đạn trong này nên thôi kệ con nói thôi. Nó số đóng đầy. Sườn Fuji ha, khá là đẹp, xuất sắc, sườn xin nha. Là không có chấp giá chỗ nào hết nha. Tem ghim toàn bộ nha, bác về muốn sơn lại sơn. Đây, này cũng đóng ha, Shimano da bằng rồi ha. Này mấy cái tay miếng chả này nó cũng ghim hết luôn nha. Nó ghim toàn cặp luôn á. Rồi. Cái sườn này cao 53.500 nha bác, sườn 68 nè, có viên rồi, còn rút sẵn mấy bác hết, không có dính nha. Cái nào dính con nó dính, cái nào không dính con nó không dính. Đó. Ngay giờ giữa cũng ghim luôn nè. Chợ cái sườn này 68 khá đẹp. Về mình nếu mà mình chỉ chơi theo kiểu hoài cổ á, thì mình chỉ cần bát sơ sơ lại mình chơi, còn nếu mình muốn chơi theo kiểu sạch thì mình sơn thôi. Tại ghim mà chưa có ai làm tới vậy, mấy bác không có sợ chấp nối hay giá đắp gì hết đâu. Rồi con giao luôn cái sườn này với giá là đầu năm luôn, 1.300.000 bao ship nha. 1.300.000 bao ship, bác nào thấy ưng được cái sườn này alo con. Đó, còn cái sườn này ha, cái sườn này cái sườn Panasonic nha các bác. Sườn này sườn 700C. Sườn này còn thanh lý. Sườn này thanh lý nha bác, cũng thanh lý về mình sơn lại nha. Mình rút cút yên ngay nha, dính cút yên nha, này dính cút yên. Nói này con này thường ba nay tôi nó xây 6, con này chắc xây 54. Nhìn cổ tầm cỡ này chắc tầm 54 hay cái kiếm nó là kiểu này ha. Đó. Rồi, tem này cũng ghim cho nha các bạn. Cái cổ tên cổ tăng ghê luôn nè, nhưng cái bằng ngủ thôi. Cái cổ tăng ghê bằng ngủ ha. Còn cút yên khá là xuất sắc luôn, đẹp nữa ha, dính ha. Cái này về mình ra ra mình thổi cho đá xong mình rút cút yên ra xong mình sơn lại luôn, mình chơi sạch mình sạch luôn ha. Đó, sơn này sơn 70C thì cũng thúc đó. Mà cũng không thúc, vừa thúc vừa thôi nghe chứ không có thúc lắm nha. À, nói chung là sơn đồ ghim hết toàn tập. Rồi sơn này có thanh lý luôn. 930k bao ship. Đó, bác nào thấy được mà mình nhắm mình về mình sửa chữa cái tạo được đi mình làm thì mình chơi nha. Sơn này sơn xịn chứ không có sơn giỏm đâu nha các bác. Ba này sơn nít xịn chứ không có giỏm đâu. Cái này nó xấu thôi. Đó, mình về mình hỏi với đá rút có quyền ra xong rồi mình sơn lại mới luôn mình chơi nha. Rồi 70C nha, sơn này sơn 70C nha. Rồi, hôm nay con có mớ gì đó, bác nào thấy được nào thì alo cái đó, hàng con xin chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật là vui vẻ.